trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Tân nhiệm Hiệp thống dân Nam Lý Căn Nguyên từng du học ở nước ngoài, là một tướng lĩnh lớp trẻ có tư tưởng mới. Có biết không, ông ấy vốn có thành kiến với Phật giáo. Nếu chuyện này truyền đến tai ông ta, ngày tháng tốt của nước Cây Túc các ngươi còn dài được hay sao chứ? Ây da, bác Du Âm xảy ra chuyện như vậy, quả thật đã tổn hại Phong Hoa. Đã tổn hại Phong Hoa. Hắn tốt xấu cũng xem như có danh vọng, đồng tu với cửa Phật ta đây, không tiện nói ra. Trương huyện lệnh à, ở chuyện này đành phải nhờ ngài ra mặt dứt khoát, dùng tội danh hắn tổn hại đến Phong Hoa, đuổi hắn ra khỏi nước Kê Túc, hoặc bắt hắn vào đại lao nhốt hắn mấy năm. Chỉ e là đại pháp sư muốn mượn đao giết người thôi. Trương huyện lệnh, ta đây cũng là muốn tốt cho ngài thôi. Sư phụ, chúng con đưa bé đã ngủ say rồi, nhẹ nhẹ thôi hả? Sư phụ, chúng con biết sai rồi. Con biết sai rồi. Người tu hành phải ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hôm nay đã qua rồi, tất cả yên tâm tu luyện đi. Cửa không khóa, cô nương hãy vào đi. Cô đã trở về, ở bên ngoài quỳ cả đêm rồi phải không? Tôi đã phá cửa sổ trốn ra ngoài, đêm khuya không tiện quấy rầy đại sư, cho nên đợi cho đến trời sáng. Đại sư, tôi muốn sám hối. Sám hối với Phật đi, không cần với ta. Phật tổ trên cao, y mụi con hôm nay quyết định sám hối tất cả nghiệp tội của mình. Xuống địa ngục cũng được, thành ma đói cũng được, ít ra đời này con có thể cầu được yên lòng. Xin Bồ Tát tha thứ cho con. Y mụi con xuất thân bần hàn, nhà không miếng ngói, nhờ xin ăn để sống. Năm 18 tuổi, con gả cho con trai của chủ phường xây trong thành, một người què sắp 30 tuổi vẫn chưa hỏi được vợ. Vốn là tất cả đều rất bình lặng, không ngờ rằng 3 năm sau con gặp một hòa thượng. Ông ta nói năng khéo léo, pháp lực vô biên, con bị hắn hấp dẫn. Vậy là rời bỏ đứa con trai mới chỉ 2 tuổi, trốn khỏi gia đình, chạy lên núi làm người đàn bà của hắn. Phật tổ, xin người hãy tha thứ cho con. Kể từ giờ cắt rời khỏi gia đình, con không chỉ phạm đại tội mà còn đẩy mình vào hố lửa. 6 năm rồi con không được xuống núi, con không được gặp ai, suốt ngày trốn trong nhà sâu tường cao, không khác gì ngồi lao ngục. Sau đó con lại mang thai, không có tội, như kiểu ngày tháng không được nhìn mặt trời, không người không ma này, con không muốn tiếp tục sống nữa. Đại sư phụ, cậu xin người hãy cứu chúng tôi. Bây giờ tôi không muốn chết, cứ xem làm gì đứa trẻ vô tội này. Có thể mang chân tướng sự việc nói ra hết,
cô đã tự cứu mình rồi. Đi đi, đi thăm con của cô đi. Đa tạ đại sư phụ. Sư phụ, sư phụ, không tốt rồi sư phụ. Quyền lệnh Tân Xuyên và một đám sai nha đến cửa lớn rồi. Chuyện này có gì đâu mà kinh ngạc. Họ nói là muốn bắt người. Ta không có gì phạm dương pháp, tại sao họ lại muốn bắt ta? Con ra trước đi, ta sẽ ra liền. A-di-đà-phật. Sao, ngươi chính là Hư Dân hả? Đúng vậy. Bắt lại. Dạ. Các người dám? Sao hả? Các người muốn tạo phản hả? Không biết Hư Dân xúc phạm đến điều dương pháp nào, xin đại nhân bình xét. Ngươi thân là trưởng lão Phật môn, lại ẵm một đứa trẻ mới sinh không lâu, quên quan ẩm ý, đã tổn hại phong hóa rồi, ngươi có biết hay không vậy? Đại nhân vì sao không hỏi xem đứa trẻ này là từ đâu đến? Cái này còn phải hỏi sao? Đây không phải là việc tốt do hòa thượng trong miếu ngươi làm hay sao? Cho ngươi biết, bổn nguyện đã điều tra rõ rồi, ngươi biết không? Đứa trẻ đó được sinh ra từ lều tranh ở bên kia kìa. Hơn nữa, người đàn bà kia đã không còn mặt mũi gặp ai, sinh con không bao lâu á thì ả đã bỏ trốn rồi. Ta không có bỏ trốn. Sao hả? Đứa trẻ này là ngươi sinh ra hả? Là ta sinh. Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi, cha của đứa bé là ai vậy? Là ai? Nói đi, nói chuyện đó không thể từ trên trời rơi xuống được chứ, hả? Nói mau, cha đứa trẻ là ai vậy? Rốt cuộc là ai vậy? Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ bắt tất cả đám điều dân các ngươi về nha quyển nghiêm hình mà xét xử. Là tôi. Trương đại nhân, tôi là cha của đứa trẻ này. Ngươi? Ngươi là cha của đứa trẻ này hả? Phải. Tôi là thằng què Lưu Căng, con trai của Lưu trưởng quầy, chủ phường Sai Trong Thành. Y muội là vợ của tôi, hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng. Y muội à, chúng ta về nhà thôi. Thằng què đang chết người. Y muội à, đừng có khóc nữa. Người một nhà đoàn viên nên vui mới phải chứ. Người là qua tiên, tay của người rất ấm áp. Tuyền Nhi, tay của người thật ấm áp. A Di Đà Phật. Đi đi. Đi thôi, về nhà thôi. Đại nhân, vậy còn bắt tên lão hòa thượng này nữa không? Bắt cái đầu của ngươi á. Đi. Chúng ta đi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ xuân sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Khùng kiếp! Ta phải bắt cô ta về đây. Kẻ phản bội ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Sư phụ, sư phụ bớt giận. Đây chẳng qua chỉ là một trở ngại nho nhỏ. Chúng ta trên núi Kỳ Túc không có chuyện gì không giải quyết được. Được rồi. Từ khi các ngươi đi theo ta, chuyện gì ta cũng không giấu các ngươi.
Chúng ta từ trước đến nay đều là có phước cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Sư phụ, y muội là nhất định phải bắt về. Cô ta ở bên ngoài đó sẽ là đại họa của chúng ta. Tâm Thủy, có nghe ngóng được tin tức của cô ta không? Chúng con tới Quyền Thành hỏi qua rồi, và cô ta đã bán, cũng cho người tới Bác Vũ Am tìm qua, cũng đều không tìm được. Có người nói cô ấy chạy đến đại lý rồi. Chạy đến đâu cũng phải bắt cô ta về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ. Dạ, việc này cứ để Tâm Phong và Tâm Hòa đi làm đi. Dạ, sư phụ. Sư phụ à, theo con thấy á, việc này tốt nhất á, để Đại sư huynh và Tam sư huynh đi làm đi. Tam sư huynh võ nghệ cao cường một mình á, là đủ rồi. Ngươi sao vậy? Con gần đây đầu đến quản cả mình luôn, người không được khỏe. Con thấy vậy cũng được. Đại sư huynh mặc hiền tâm thiện, làm việc thận trọng. Tam sư đệ võ nghệ cao cường. Được rồi, cứ để hai đứa nó đi đi. Nếu y muội không muốn trở về thì sư phụ yên tâm, con biết phải làm sao. Còn nữa, trước mắt quan trọng nhất là lòng dân. Hư dân trưởng lão. Cái gì trưởng lão? Trưởng lão, ta thấy các ngươi cũng bị hắn mê muội rồi. Dạ, quy danh lão hòa thượng đó nhất định tăng cao nhanh chóng, muốn thu lại lòng dân, e là sư phụ phải mời Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân một lần nữa. Nói cũng có lý. Thông báo xuống dưới, hai ngày sau tổ chức pháp hội cúng thiên trước cửa đại miếu, lúc đó mời Quan Âm Bồ Tát hiện thân. Chỉ là không biết thời tiết sẽ ra sao. Và mùa này đỉnh núi Kê Túc luôn sương mù dày đặc. Ngân hoa thơm, mời hoa thơm, nhất tâm dân mời Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi, quảng đại linh cảm, đến pháp trường này. A Di Đà Phật. Sông Thiện Đại Pháp Sư lại muốn mời Quan Thế Âm Bồ Tát xuất núi rồi. Sao ông biết? Ta mọc đôi mắt này không phải để trút giận đâu. Ông có thiền thông nhãn sao? Người có thiền thông nhãn thì có. Hả? Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn bên kia kìa. Các tín đồ, chắp tay lại đi. Các người hãy thầm nghĩ đến nguyện vọng của mình trong lòng. Đợi đến khi tiếng chuông đồng vang lên, Quan Âm Bồ Tát sẽ thị hiện. Đến lúc đó, tai họa của các ngươi sẽ được tiêu trừ, nguyện vọng của các ngươi sẽ được thực hiện. Thời khắc đến, chuông cùng vang lên. Mau lên, mau lên, nhanh lên, mau lên, mau lên đi. Không, lẹ đi, mau lên, nhanh, nhanh lên, đi, nhanh lên, mau lên, nhanh đi. Đến rồi, Bồ Tát sắp đến rồi. Nè, dựng lên, dựng lên. Được chưa? Được chưa? Dựng lên rồi, dựng lên, dựng lên. Mau đi nè, các người làm gì đó? Chạy, chạy mau, chạy mau, chạy đi. Chắc khỏi đắc tội với bà rồi. Đắc tội rồi, sao mà hiện tượng đâu nữa? Vậy Bồ Tát đâu có hiện tượng nữa. Có gì nữa, chờ hoài rồi, đâu có về đi. Về đi, về đi nữa. Về đi, chờ, 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 không chờ. Về thôi, đợi mà không về thôi. Các thí chủ à, đợi tôi một lát đi, sẽ xuất hiện đó. Còn đợi gì nữa, đợi gì nữa. Đợi hoài cũng không có đâu. Về thôi, về thôi, về thôi, về thôi, về đi. Tôi không đợi nữa đâu. Mấy tên ngốc đó lập tức khai trừ.
đuổi chúng ra khỏi núi Kê Túc. Dạ, dạ. Ngươi lại thua rồi. Đại nhân, Hà Quan nào phải đối thủ của ngài. Nè nè nè, chúng ta chơi tiếp một gian nữa. Bẩm đại nhân. Vào đi. Có chuyện gì? Đội đi tuần ở Nguyên Thành đại lý bắt được hai hòa thượng mua dâm, không biết xử trí ra làm sao. Hòa thượng mua dâm dẫn vào đi. Dạ, dẫn vào. Các ngươi đều là hòa thượng. Ở chùa nào? Chúng tôi ở núi Kỳ Túc. Đại nhân, chúng tôi đều là đệ tử của lão hòa thượng Hư Dân ở Bát Du Am núi Kỳ Túc. Cái gì Hư Dân Hư Vũ? Nói thật đi, tại sao không ở trên núi tịnh tu lại chạy vào thành gây sự chứ? Chúng tôi luôn sống trên núi, lần này đến đại lý đi làm chút việc, nhìn thấy thế giới hoa lệ này liền liền đông lòng tham phải không? Nếu các ngươi không thể thụ giới luật thanh quy, việc cạo trọc đầu để làm cái gì hả? Tiểu tăng nhất thời hồ đồ, xin đại nhân khai ân. Xin khai ân. Đại nhân, từ lâu tôi nghe nói hòa thượng ở núi Kỳ Túc ăn thịt uống rượu ở nhà giấu kiều nữ, không ngờ nghe cái chuyện mua dâm cũng dám làm, đúng là gan lớn bằng trời. Bổn tướng quân đối với những ký sinh trùng của xã hội này căm ghét vô cùng, bây giờ đụng vào họng súng của ta. Ân phó quan, có phải bình bao vây núi Kỳ Túc, một tên hòa thượng cũng không được thoát, ta phải sang bằng núi Kỳ Túc. Sùng Thiến, Sùng Thiến à, Sùng Thiến. Là trong huyện lệnh à, chuyện gì kinh hoàng quá vậy? Hai đồ đệ quý báu của ngươi ở đại lý gây đại họa rồi. Gây họa? Chúng gây họa gì? Chúng trời đất ơi. Đại nhân, chuyện này ta khiến người ta khó mở lời đó. Chúng ở đại lý mua dâm đã bị bắt rồi. Ây da, đúng là hai tên đại ngốc. Vậy mau chóng cho người đến đại lý dàn xếp đi. Sau khi trở về, ta sẽ giáo huấn chúng một trận ra trò. Nếu là bị đại đốc đại lý bắt giữ thì dễ nói rồi. Nhưng đúng lúc đụng phải Lý Căn Nguyên đang tuần sát ở đại lý. Ông nói gì? Lý Căn Nguyên cũng biết chuyện này rồi à? Đâu phải là chỉ biết thôi, chính là bị binh sĩ đi tuần của ông ta bắt được đó. Lý Căn Nguyên này vốn có thành kiến với Phật giáo, còn ân phó quan bên cạnh ông ta từ lâu đã không hài lòng với hòa thượng trên núi Kê Túc rồi. Bây giờ tên ân phó quan này phụng mệnh của Lý Căn Nguyên đã tiến quân vào Tân Xuyên rồi, muốn bao vây núi Kê Túc, phá hủy chùa chiền, bắt giữ tăng nhân. Trương huyện lệnh à, để tình kết giao nhiều năm của hai chúng ta, lần này ông nhất định phải giúp ta. Đại pháp sư, lần này e là không ai giúp được ông rồi. Ngay cả Ô Sa Mạo của huyện lệnh ta có giữ được hay không á cũng khó nói rồi. Đại pháp sư, lần này á ông hại tôi thê thảm rồi. Ây da, cái chuyện này làm sao đi chứ. Ê, Trương huyện lệnh, chỉ cần ông và ta cương quyết không nhận, chúng là hòa thượng của núi Kê Túc, càng không phải là đệ tử của Sùng Thiện ta. Phải hòa thượng núi Kê Túc hay không, không phải hai chúng ta có thể lừa dối qua mặt được. May là hai đệ tử này của ngươi cũng trung thành với ngươi, chúng đã phủ nhận là đệ tử của ngươi rồi. Chúng nó là đệ tử của ai chứ? Hư Dân. Tốt. May là Tiểu Di Lặc còn là một người có đầu óc đó. Quá tốt, quá tốt rồi. Trung viện lệnh à, lần này đối với chúng ta mà nói là họa hay phúc đây chứ vẫn chưa biết, nhưng đối với hòa thượng Hư Dân là họa rồi. Chúng ta phải lợi dụng tốt cơ hội này đánh đổ Hư Dân. Đây không giống lời nói của một hòa thượng đó. Trung viện lệnh, bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi. Đại dân à, núi Kê Túc trước đây quả thật là an phận thủ kỷ. Từ khi hòa thượng quan này đến đây, phong khí chỗ này liền biến xấu đi. Hạ quan vẫn chưa kịp chỉnh trị, ngài xem liền xảy ra chuyện này. Hai tên hòa thượng đó xác thật là Hư Dân dẫn từ ngoài đến không? Dạ đúng vậy, hạ quan không dám có nửa lời dối gian. Đại nhân, hòa thượng cao to dạm dở kia trước đây tại hạ từng ở Tân Xuyên gặp qua, hình như vào khoảng 7-8 tháng trước.
Hư dân tới núi Kệ Túc gần một năm rồi, xin đại nhân minh giám. Ân phó quan. Đại nhân, tôi hạ quan chưa gặp qua người này, nhưng nghe nói người này một bát thiên gia phạn, cô thương vạn lý du, là một cao tăng đức cao vọng trọng. Ông ấy từng theo Từ Hy Thái Hậu Tây Hành. Cái gì hư dân hư vũ? Từ lâu ta đã muốn loại trừ đám ác tăng này rồi. Lập tức phái binh bao vây núi Kê Túc, lật quỷ miếu chùa tượng Phật, truy bắt, truy bắt. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Chạy mau đi, quan quân binh tới rồi, chạy mau, chạy mau. Trời ơi, chạy lên, chạy lên. Chạy, chạy mau lên. Chạy mau lên. Có chuyện gì? Sao người dỗ vậy? Lý Cần Nguyện phải bình bao giờ núi Kê Túc rồi. Hả? Bây giờ thiền đường chỉ tỉnh, theo quy tắc của hư dân trưởng lão, bất cứ ai cũng không được vào. Cho dù trời có sập xuống cũng phải đợi đến sau khi khai tỉnh. À, đúng vậy. Sao vậy? Sư phụ. Người đây cây còn chưa ngã xuống, đàn nghe đã tán loạn rồi. À, sư phụ à, con có việc muốn xuống núi một chuyến. Xuống núi hả? Xuống núi cũng nên đi cửa chính chứ, e là muốn chạy trốn rồi. Ê sư phụ à, nếu người đã nhìn thấy rồi á thì con không giấu người nữa. Hòa thượng này á con không muốn làm nữa đâu, con chuẩn bị hoàn tục rồi. Ta thấy mấy ngày nay ngươi có gì khác thường, chắc là đã theo hòa thượng quan hư dân kia học hư rồi hả? Sư phụ à, không giấu gì thầy. Quỷ kiến sầu con á, làm hòa thượng nhiều năm như vậy, con chưa bao giờ biết Phật giáo rốt cuộc là gì cả. Cho nên cướp giết gian dâm rượu chè con đều phá hết rồi. Con sợ bị báo ứng, con muốn quay đầu giữ ngũ giới nhưng không làm được. Cho nên nếu đã vậy chi bằng hoàng tục. Hơn nữa binh lính của Lý Căn Nguyên sắp sửa đến nơi rồi, chuyện con biết thì lại quá nhiều. Nếu không đối dối sẽ có lỗi với đại ơn đại đức của sư phụ nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay, nhưng nói dối thì có lỗi với lương tâm của con. Cho nên con đành phải thừa cơ bỏ trốn. Sư phụ, sư phụ, đồ đạc trong miếu chùa con không lấy thứ gì hết, con chỉ mang ít quần áo tùy thân. Không tin đó, người xem đi. Được rồi, được rồi, đừng có rối lên nữa. Mỗi người có chí của mình, không thể miễn cưỡng. Người có muốn đi thì cũng phải nói với kẻ làm thầy một tiếng chứ. Ta ít nhiều cũng sẽ tặng ngươi chút lộ phí đúng không? Đây, ta có khoảng 10 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi, đi đường sẽ dùng đến. Sư phụ à, đại ơn đại đức của người, ngày sau con nhất định báo đáp. Cái gì báo đáp không báo đáp? Sau này nhớ đến sư phụ là được rồi. Nếu có người hỏi tới, ngươi đừng... Sư phụ à, xin người yên tâm, quỷ kiến sầu con bất lương tâm đến mấy cũng sẽ không bán đứng sư phụ đâu. Đứng dậy, đứng dậy, mau đứng dậy đi. Còn không đi e là không đi được nữa đâu. Sư phụ, con xin cáo từ. Được, đi đi. Đợi chuyện này qua rồi ta sẽ tính sổ nhà ngươi. Ra rồi. Sư phụ. Hương Dương trưởng lão. Sư phụ. Hương Dương trưởng lão à, không xong rồi. Ta nói rồi, tăng dân phải có quy nghi của tăng nhân, bất luận gặp chuyện gì cũng không được luống cuống hốt hoảng. Nhưng lần này thì khác rồi, tướng quân Lý Căn Nguyên dẫn binh sĩ bao vây núi Kê Túc rồi, thấy tăng nhân thì bắt, thấy miếu chùa thì quỷ đó. Tại sao vậy? Nghe nói là hai tăng nhân của núi Kê Túc ở đại lý mua dâm bị bắt. Lý tướng quân phẫn nộ, ông ta liền
Thiên Thu đạo tràng danh làm cổ xác của núi Kề Túc. Tăng nhân công thọ thanh quy, ác nhân tự tạo, sao lại có kiếp nạn này? Lý Can Nguyên đó từng du học ở Đức, vốn đã rất căm hận Phật giáo, lần này ông ấy có cái để mượn cớ rồi. Hôm nay ngồi thiền tụng kinh niệm Phật chưa xong, còn dẫn đại chúng tăng nhân tiếp tục tham tu. Dạ. Nếu có người lo lắng thì mời đến sau núi ẩn nấp. Dạ. Vậy sư phụ thì sao? Ta phải đi bái kiến Lý tướng quân một chút. Ấy, Hư Dân trưởng lão, sao còn theo đường xuống núi đi vậy? Mau trốn đi chứ. Hư Dân đang muốn xuống núi đi tìm Lý Căn Nguyên tướng quân khuyên ngải, tại sao ta phải trốn? Cái gì? Ông vẫn chưa biết gì sao? Lý Căn Nguyên điểm danh muốn bắt ông đó. Tôi biết một mật đạo ra khỏi núi, ở đó chắc chắn không có vệ binh canh giữ. Ông theo tôi trốn đi. Ông ấy đã muốn bắt ta, vậy ta càng phải gặp ông ấy. Muốn trốn làm sao có thể trốn nổi. Hây, lão hòa thượng ông thật là cố chấp á. Muốn ta nói với ông thế nào đây? Trong đây có ai? Hay là trốn đi, nếu không á sẽ tự mình xa lưới đó. Ngươi nhìn tuổi tác ta như vậy, muốn trốn cũng không dễ dàng. Thanh niên các ngươi chân còn nhanh, mau chạy đi. Ta thật chưa bao giờ gặp hòa thượng nào như ông ta vậy. Sư phụ à, lại có mấy ngôi chùa bị quỷ rồi, bọn tăng nhân kẻ trốn người chạy. Bây giờ ngay chùa này cũng không còn mấy tăng nhân nữa. Trốn hết đi, trốn hết sẽ sạch. Trời sẽ. Ơi, sư phụ à, xem ra Lý Cao Nguyên muốn xuống tay mạnh rồi. Lần này Triệu Quyền Lĩnh bất luận thế nào cũng không giúp được chúng ta đâu. Hay là chúng ta nhanh chóng trốn đi? Không, ta không đi. Giữ được núi xanh sẽ không sợ không có củi đốt. Có những lúc việc xấu có thể biến thành việc tốt. Hơn nữa, ân oán giữa ta và Hư Dân cũng nên đến hồi kết rồi. Sư phụ à, bây giờ có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng, lão hòa thượng, sao lại cản đường hả? Các vị thí chủ vội vã như vậy là muốn đi đến thiên đường hay muốn đi đến địa ngục? Ê, hòa thượng kia, ông dám! Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói thiên đường là ở chỗ nào, còn địa ngục thì ở chỗ nào? Có thể giải thích cho ta một chút không? Xin hỏi người làm việc gì? Tướng quân. Ờ, người là một tướng quân. Kẻ ngu ngốc nào dám dùng tướng quân như ngươi? Nhìn mặt ngươi không khác gì một kẻ ngốc vô tri. Ngươi được lắm. Ngươi cũng có một thanh đao. Thanh đao này của ngươi quá lục rồi, không chặt nổi cái đầu bần tăng đâu. Ngươi! Cánh cửa địa ngục đã mở rồi. Khi nãy ra tâm hành hung tác ác, cánh cửa địa ngục đã mở rồi. Cách giải thích này rất có ý nghĩa. Có ý nghĩa. Tại hạ bội phục. Tướng quân, khi người phóng hạ đồ đao, khiêm tốn yêu thương, cánh cửa thiên đường đã do vậy mở rồi. Giải thích địa ngục và thiên đường như vậy rất có ý nghĩa đó. Lão hòa thượng, ta thấy ngươi là người xuất gia có tu hành. Được rồi, ta đi, không làm khó người nữa, tránh đường cho. Chúng ta còn phải đi bắt hòa thượng khác. Bần nạp cố tình ở đây kính cẩn chờ đợi chính là muốn ngăn cản tướng quân phá hủy chùa chiền, loạn bắt tăng ni. Người muốn cản ta lật đổ miếu chùa bắt giữ tăng ni. Người gan không nhỏ đó. Rốt cuộc người là thần thánh phương nào? Bần nạp là Hư Dân. Hả? Người chính là Hư Dân? A Di Đà Phật. Tốt lắm, ta đang muốn bắt người.
ngươi lại tự nộp mạng, đến thật đúng lúc. Với hành động lúc nãy của ngươi, chắc ngươi không sợ chết rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu cái mạng? Hư dân chỉ có một cái mạng, cũng không phải hảo hán anh hùng không sợ chết, chỉ là một người xuất gia. Hôm nay liều chết đến đây ngăn cản tướng quân quỷ chùa Bắc Tăng, nếu có thể dùng tuổi già mạng yếu của hư dân giảm bớt được ý muốn của tướng quân, giúp đạo trường núi Kê Túc tránh được quỷ diệt, hư dân chết không oán thay. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi thật tưởng rằng ta không dám giết ngươi à? Tướng quân chinh chiến xa trường, giết giặc vô số, huống chi một tên hòa thượng. Tướng quân muốn giết hư dân dễ như trở bàn tay, nhưng ta đoán tướng quân sẽ không lạm sát vô tội. Lạm sát vô tội? Hôm nay ta cho ngươi chết một cách rõ ràng. Hả? Ta hỏi ngươi. Tướng quân. Tướng quân, hòa thượng và Nico trên núi Kỳ Tốt đều đã trốn sạch hết rồi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Những tên bắt được đều đã áp đến đại miếu rồi. Ở vị này là... Hắn chính là kẻ cầm đầu gây tội ác hư dân. Ông chính là hư dân. A-di-đà-phật. Tướng quân, hòa thượng này tôi đã gặp qua, ông ấy sẽ không làm chuyện sai trái đâu. Trong đây có khi nào... Được rồi, bắt hắn giải đến chùa lớn, chờ xét xử. Dạ. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Lý tướng quân đến. A-di-đà-phật. Tổng phương trưởng núi Kê Túc Sùng Thiện cùng nghinh Lý tướng quân đại giá quang lâm. Ngươi chính là tổng quản hòa thượng của các chùa chiền trên núi Kê Túc đúng không? Chính là bần tăng. Không biết tướng quân phái binh bao vây núi Kê Túc quỷ chùa Bắc Tăng là vì cớ gì? Quỷ chùa Bắc Tăng? Ta làm vậy là khách sáo với các ngươi rồi. Bây giờ là thời đại khởi xướng văn minh, các người mở chùa mở miếu để làm cái gì hả? Phật giáo là từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, thời gian đã 2000 năm rồi. Quân chủ bao đời đều rất tôn sùng, rất nhiều triều đại. Còn đến làm quốc giáo, ta nghĩ chắc chắn là có ích. Những Phật gỗ Bồ Tát đất này có lợi ích gì? Thanh nhân thiết giáo đều lấy tế thế lợi dân làm gốc. Nguồn gốc của Phật giáo là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, khuyên hóa thế nhân bỏ ác theo thiện, độ chúng sinh. Từ xưa dùng đồng thời chính giáo, chính dùng để tế dân, giáo dùng để hóa dân. Phật giáo dạy người trị tâm, tâm lấy vạn vật làm gốc. Nếu gốc được chánh thì vạn vật trật tự, mà thiên hạ thái bình. Nghe người nói từng lời đều là đạo. Hòa thượng các ngươi chính là gõ mõ đọc kinh Phật, không lao động không sản xuất thì có tác dụng gì cho xã hội? Ý nghĩa sản xuất không chỉ giới hạn ở trồng trọt canh tác, chư nghiệp bách công có cái nào không phải xã hội sản xuất? Người nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, ăn thịt uống rượu, đánh nhau ẩu đả, mua dâm chơi kỹ. Các ngươi núi Kê Túc tôi luôn tuân thủ đạo quy,
Nhưng từ sau khi vị hòa thượng hư dân tự xưng đạo hành cao thâm này đến đây, liền trở nên rối loạn như tình cảnh hôm nay. Miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, toàn thân lại ô quế nhờ bẩn. Người đâu, dẫn lên đây. Hai tên bại hoại của núi Kê Túc các ngươi có phải là thường trú của bác Du Am không? Chả phải là thường trú của bác Du Am. Các người làm ra chuyện quỷ hoại thuần phong mỹ tục, làm nhục cửa Phật như vậy, còn không mau sám hối với sư phụ các người? Mau mau đi đi. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi. Phải sư phụ chuyện này nhân quả tuần hoàn, báo ứng không dứt. Thiện tai cái gì? Bọn chúng đánh nhau, ẩu đả, mua dâm chơi kỹ, đã làm quá nhiều điều ác. Lão hòa thượng, ngươi còn lời gì để nói không? Hả? Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Ta đã làm sư phụ của các ngươi khi nào? Sư phụ, ngươi không thể không nhận chúng con, sư phụ. Được rồi, nếu các ngươi luôn miệng gọi ta là sư phụ, vậy thì ở trước mặt người làm sư, không được có nửa lời gian dối. Dạ. Ta hỏi các ngươi, các người sai ở chỗ nào? Chúng con ăn thịt uống rượu. Uống rượu ăn thịt, thế nhân ai ai cũng làm, có gì mà sai? Dạ Sư phụ, chúng con là người xuất gia. Người xuất gia vì sao không thể ăn thịt uống rượu? Sư phụ à, người thật sự là không hiểu sao người xuất gia là có giới luật á. Giới gì? Cấm ăn thịt uống rượu. Không chỉ là ăn thịt uống rượu, Phật giáo đối với chế tỳ khưu xuất gia có 250 mấy điều giới luật, đối với tỳ khưu ni có 360 mấy điều giới luật. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là năm điều đại giới căn bản trong đó. Ăn thịt uống rượu không đủ để làm Lý Tướng Quân phát binh núi Kỳ Túc. Ta hỏi các ngươi còn sai ở chỗ nào? Chúng con đã ăn thịt uống rượu. Chúng con còn mua dâm mà. Tam giới luân hồi, dâm là đầu, lục đạo qua lại, ái là đền. Tham lam ngu si, ái hận tình thù đã tạo ra biết bao bi kịch nhân gian. Đã muốn là một người xuất gia lòng dạ thanh thản, vì sao lại không bỏ được xuống chứ? Sư phụ, chúng con thật sự biết sai rồi. Sai, vậy thì các ngươi có muốn thành tâm sám hối với Phật không? Dạ muốn. Sám lỗi trước, hối tội sau, không tạo mầm mới. Các ngươi sám hối với Phật đi. Phật ở đâu? Khắp hư không, khắp pháp giới, ở đâu không có Phật. Chỉ cần trong lòng các ngươi có Phật, thành tâm sám hối, Phật sẽ ở trước mắt các ngươi. Người không phải thánh hiền, đâu thể không có sai. Biết sai mà sửa sai thì có việc thiện nào hơn? Nè, đứng dậy đi. Đệ tử phạm tội lỗi của sư phụ. Tướng quân, hư dân nguyện thay đồ đệ chịu tội, xin tướng quân xét xử mạnh cho. Xem như lão hòa thượng ngươi còn biết điều. Người đâu? Dạ. Mang ba người bọn họ đi nhốt lại. Dạ. Đi. Chạy lên, đi. Khoan đã. Sư phụ ở trên, dặn của đệ tử, một lại. Ê, sao lại lòi ra tìm một đồ đệ nữa vậy? Pháp sư à, hãy mau đứng dậy. Hư dân không thể nhận đại lễ này. Người đã nhận đại sư huynh và tam sư đệ của ta làm đồ đệ, vì sao lại không muốn nhận ta? Hai người họ bái ta làm sư đều có nhân duyên của họ. Không biết
Pháp sư vì sao cũng bái ta làm sư? Sư phụ, ở núi Cây Túc tuy là đạo tràng của tôn giả Ca Diếp đại đệ tử Đức Phật, nhưng từ đời Minh đã suy thoái rồi. Các chùa am biến thành chùa con cháu, do cha truyền con truyền cháu, người xuất gia không đọc kinh điển, không biết tu hành, chỉ biết giữ chùa nhận tiền hương quả. Cho nên nhiều năm nay chưa từng có cao tăng có đạo chân chính đến đây trú núi truyền pháp. Sư phụ, người là một hòa thượng chân chính duy nhất con gặp từ khi con xuất gia đến nay. Sự nhịn nhục, khoan dung, từ bi đức độ, thiền định trí tuệ của người làm con cảm nhận được một người xuất gia chân chính, một đệ tử Đức Phật hội đủ đạo đức và uy nghi. Văn tú tài con từ nay cũng muốn là một người xuất gia chân chính. Xin đại sư hãy từ bi dành của đệ tử một lại. Người xuất gia xem Phật là sư, ta đồng ý với người, người hãy lễ Phật một lại đi. Tâm Thủy, người dám phản bội ta? Sư phụ, không phải con phản bội người, mà là người từ bỏ đại sư huynh và tam sư đệ trước. Nhiều năm nay người đối với chúng con ân trọng như núi, nhưng mà con không muốn tiếp tục làm những chuyện mặc áo cà sa mạo danh lừa đời như vậy. Con biết ân sư khó báo, dành của đệ tử một lại cuối cùng. Từ đại sư đầu chúng ta ân đoạn tình tuyệt, đại pháp sư thứ lỗi cho tôi bất nhân bất nghĩa rồi. Tốt, không thẹn là do một tay ta đào tạo nên. Từ nay ngươi đi đường ánh dương của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Im miệng cho ta! Mấy tình điêu hòa thượng các ngươi lại dám bỡn cợt bổn tướng quân, nói mau, rốt cuộc là chuyện thế nào? Khởi bẩm đại tướng quân, hai người họ là sư huynh đệ với tôi, đều là lúc nãy mới bái thương dân trưởng lão làm sư. Thì ra mấy tên bọn họ không phải là đồ đệ của lão hòa thượng này. Nói mau, sư phụ của chúng rốt cuộc là ai? Là ta. Là ngươi? Ngươi dám bỡn cợt bổn tướng quân à?
Phật.